Tôi tên Hello anh em. Vâng. Hôm nay mình sẽ review tới anh em một sản phẩm mình vừa nhận được đây. Đó chính là con tai nghe. Tai nghe cho máy tính hoặc là tai nghe cho điện thoại để chúng ta chơi game. Và hãng Blackstone này anh em đều biết là mình review mấy cái con tai nghe rất là ngon. Tai nghe họ chuyên sản xuất để chơi game ấy, đặc biệt là chơi game PUBG. Thì trước mình review những sản phẩm tai nghe nhét tai, tai nghe nhỏ. Thì bây giờ có cái tai nghe to để xem như nào trong video này nhá. Ok xem nào. Đây, tai nghe chơi game Blackstone G800 thiết kế siêu nhẹ chuyên nghiệp cho người chơi game mobile. Đó, ghi hẳn là chơi game cho mobile luôn. Thế là mà anh em cắm máy tính đều được, tại vì tai nghe này nó to mà. Mình nghĩ là cho máy tính hợp lý hơn. Còn tai nghe nhỏ thì mấy cái sản phẩm mình đã review như là Blackstone G15, G20 ấy, chơi PUBG mắc sướng luôn, nghe hay, cực kỳ rẻ luôn, chỉ hơn 100.000 thôi. Đó. Rồi, trong ta sẽ có hộp đây. G800. Đấy, Blackstone Lightweight Gaming Gear. Hoành tráng chưa? Ghi hẳn Gaming Gear luôn. Đó, 269g, rất là nhẹ luôn. G800 Gaming Headset này, Metal Bracket. Cái khung chỉnh kim loại metal 190mm mic xoay xoay 190mm và cái driver là 50mm Pro Unit. Bên này thì những cái thông số, những cái thông tin toàn tiếng Anh thôi. Cắm vào máy tính laptop này, khoảng cách 210cm này, 120cm điện thoại máy tính bảng này, cho Xbox này, PS4 này, Switch, nói chung là cắm cho hết tất cả thiết bị luôn. Ở đây thì tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Trung. Đấy, đủ các loại. Hình sản phẩm khá là đẹp luôn. Bảo hành 1 năm, ngon lành. Và wow. Chúng ta có cái thẻ bảo hành, giấy bảo hành, chính xác là giấy bảo hành nhá. Đó. Bên trong đây. Đấy, cái sách hướng giới thiệu này và cái dây 3.5. Dây 3.5 và có cả đầu cái luôn anh em. Đấy, đầu đực đầu cái luôn. Rồi, chống sốc. Đó, ui. Cái này là overheat anh em ạ. Overheat nên nó to như này, chùm kín cả tai luôn. Đấy, chứ không phải là nghe không phải kiểu kiểu hít tai sẽ chạm lên đây thì một thời gian nó sẽ đau. Còn cái overheat này thì ốp vào nó sẽ đỡ bị đau nếu mà anh em chơi nhiều, dùng nhiều. Đó là lý do vì sao, một là mình thích dùng overheat, hai là dùng tai nghe nhét tai chứ không thích kiểu ốp vào tai. Đây, sách hướng dẫn sử dụng, sách giới thiệu nhá. Đó, cũng hướng dẫn luôn. Ok, thì nói chung là đơn giản mà, tai nghe có gì đâu. Chúng ta sẽ có thiết kế nó bằng nhựa này. Logo Blackstone đây. Ở đây có cái đèn như kiểu đèn LED thôi. G800 này. Và cái đệm mút êm, đàn hồi ổn đấy, cao su. Bên trong là cũng có cái lớp vải, vải mềm. Bên này cũng thế. Ở đây chúng ta sẽ có chỉnh volume nhanh nghe. Đây, chỉnh volume này. Và đây, này chúng ta sẽ có 190. Đấy, như này. Đó, rất chặt luôn, không mềm. Blackstone, Blackstone là một cái thương hiệu mà mình nghĩ là làm về tai nghe chơi game khá là ổn. Tại vì mình review khá là nhiều, đánh giá ngon. Chơi game, nói chung là chơi PUBG ở những cái tai nghe trước, rồi 15, 20 mình review ấy. Chơi PUBG rất là ổn luôn. Nghe rõ tiếng bước chân, nghe rõ tiếng súng, tiếng đạn, nghe rõ tiếng địch luôn. Bắn sướng, bắn phê. Đó. Và đấy, tổng quan thế thôi. Chúng ta rút lên có cái metal ở đây, kim loại. Ốp vào để chỉnh cho nó phù hợp với đầu. Đó. Khá là gọi là hầm hố ấy. Nó to, overheat mà. Ở đây có một cái 3.5 nữa, jack 3.5 nữa. Jack 3.5 nối vào những cái phụ, những cái bộ đồ chơi khác. Rồi, bây giờ test game thử. Ok đây nghe. Đó, mình có test ở trên PC. Thì anh em có thể thấy đây. Nói chung là Blackstone này không làm mình thất vọng, thật sự luôn. Qua hai tai nghe trước, qua hai tai nghe gọi là nhét tai, tai nghe nhỏ, và đến cái tai nghe overheat này, nó vẫn đem lại cái trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời luôn cho mình. Đó. Nghe rõ đây, nghe rõ tiếng súng bên phải, nghe rõ tiếng bước chân di chuyển luôn. Đó, bên trái cũng có luôn này, đó. Bên trái đằng sau. Đó. Quay ra đây, nghe luôn đằng sau đang bắn nhau. Đó. Thực sự là nghe rất là hay luôn. Và mình có nghe thử cái bass, có máy bay, có cái máy bay, nghe thử cái bass trên con này. Thì bass cũng khỏe,
bát cũng nghe hay luôn. Đấy. Mặc dù con này là chuyên làm về chơi game nhưng mà mình thấy bát nghe hay. Quá ngon luôn trong tầm giá anh em ạ. Thì trên máy tính thì mình sẽ dùng cái đầu chuyển nhá. Đầu chuyển ra hai jack tại vì có một jack để cắm tai nghe, còn một jack để cắm vào mic nói chuyện này này. Đó, nên phải dùng cái đầu chuyển này. Còn nếu mà anh em trên điện thoại thì anh em không cần dùng đầu chuyển ra hai này. Anh em chỉ cần cắm mỗi cái này, trên điện thoại chỉ cần cắm mỗi cái jack này thôi. Jack 3.5 thôi. Đã chiến được rồi. Đó. Nghe rất là rõ luôn ấy, mà cái tiếng đại của nó kiểu không đanh thép lắm. Kiểu nó thiên về nó hơi kiểu nó trầm trầm một chút. Nó vẫn kiểu hơi có một cái độ bass, chứ phải là những cái dòng mà tai nghe mà kiểu không có bass ấy thì nghe tiếng súng thì nó kiểu nó đanh, nó khó nghe hơn. Còn cái này nghe thì cảm giác nó dễ chịu hơn. Đó. Không kiểu khó bị khó chịu, nghe nó phê hơn. Và mình ốp chơi một đúng một lúc ấy, mình test một lúc thì thấy khá là thoải mái, không vấn đề gì cả. Nó trùm kín tai nên không gây khó chịu tai, không bí tai. Nghe rõ thật, với cả bắn nhau loạn xí ngậu ấy lên, đau hết cả đầu. Đó, ok. Thì như vậy là sản phẩm này mình thấy hoạt động khá là tốt luôn. Được, link mua sản phẩm này mình sẽ để dưới video nhá. Như vậy trong video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm tai nghe gaming Playstone để cho game thủ chùm tai. Mã của nó là G800. Anh em cảm thấy video hay và thú vị thì đăng ký kênh để cho kênh mình nhá. Cảm ơn các bạn video. Bye bye. Hành mình suốt từ nãy giờ có chịu không?